Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay ngày 25 tháng 9 tại huyện Văn Bàn, tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ định ban chấp hành tại hội nghị đã công bố quyết định của tỉnh ủy về điều động, chỉ định đồng chí Ngô Hoài Linh, nguyên thư ký bí thư tỉnh ủy, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức phó bí thư huyện ủy Văn Bàn, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024. Trao quyết định và phát biểu, chúc mừng tân phó bí thư huyện ủy Văn Bàn, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vũ Xuân Cường nhấn mạnh. Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn. Vì vậy, đồng chí Ngô Hoài Linh cần tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ngô Hoài Linh, Phó Bí thư huyện ủy Văn Bàn hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực, phát huy tinh thần đoàn kết cùng với tập thể Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cùng ngày, Hội đồng nhân dân huyện Văn Bàn đã tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh. Đồng chí Ngô Hoài Linh, Phó Bí thư huyện ủy được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%.